Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán.